Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hữu Bộ xin chào tất cả anh em. Tôi Mạnh Tròn chào anh em. Tôi Văn Tiến chào chào anh em. Tôi Đinh Tư chào chào anh em. Ok các bạn ạ, chẳng là Tết vừa rồi thì anh em mình có nghỉ vài ngày thì hôm nay là anh em mình có gom được mấy cái chân bò. Thật ra thì không phải là gom đâu, bởi vì trước Tết ấy là nhà mình có thịt gọi là 3 con bò để ăn Tết nha các bạn nha. Đó thì nên là bây giờ là tích lũy được gọi là 12 cái chân bò nha các bạn nha. Đấy, đây mọi người này. Đấy, chân bò này thì anh em mình đã làm sạch hết rồi này các bạn này. Đấy, thấy không? Đấy. Nói chung là đây là đủ 3 bộ của 3 con bò nha các bạn nha. Nhà anh Tết thế là hơi sàng, nhà em lửa con đây đã ra gì thế? Nhà anh 3 con. Nói chung là chục con lợn thôi. Nói chung là bò đấy thì mình nhà mình ấy sẽ gọi là làm giò này, rồi làm thịt bò này, rồi làm thịt bò gác bếp này, rồi thịt bò treo gió này, thịt bò gọi là hạ thổ này, rồi rất là nhiều loại bò nha các bạn nhà, nên mới cần thịt 3 con bò. Đó thì ở đây thì mọi người sẽ thấy là có rất là nhiều chân bò này. Thì hôm nay anh em mình sẽ đem đi để anh em mình gọi là làm món chân bò hầm sa tế siêu cay nha các bạn nhà. Đó, đấy thì anh em mình thường ấy, hầu như mà anh em đi ăn ở đâu hay là làm gì thì làm gì có chân bò đúng không? Đấy, chỉ có nhà thịt Tết thì mới có nhiều chân bò như thế này nha các bạn nha. Đấy, chân bò làm sạch hết rồi. Đây. Nói chung là ăn cái món này thì là phải hầm lên để cho nó gọi là mềm ra nha các bạn nhà. Nó mềm ra thì anh em cầm cái chóng chân lên anh em gọi là gặm mút cho nó dễ nha các bạn nha. Đó. Thì bây giờ anh em mình sẽ không nói nhiều nữa bởi vì thời gian hầm cũng khá là lâu nên anh em mình sẽ đem về để anh em mình gọi là hầm luôn nha các bạn nha. Anh em nào mà thấy clip này có anh em mình hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh cho là nhiều để ủng hộ anh em nhá. Những cái chân bò đấy thì anh em mình làm sạch thui lùi thơm phức các kiểu rồi. Bây giờ là anh em mình chỉ việc cho vào để hầm thôi nha các bạn nha. Bởi vì cái công đoạn mà gọi là phải làm sạch ấy, phải nói với mọi người là nó rất là lâu nha các bạn nha. Những cái mà kiểu lông lông nó bám ở kẽ chân này, rồi những cái chỗ nào mà kiểu khe khe cái kẽ thì rất là khó để có thể loại bỏ nó, nên là làm mất rất là nhiều thời gian, nên là mình không quay cái đoạn mà anh em mình gọi là làm sạch nó. Thì đây bây giờ anh em mình sẽ cho vào để gọi là cho vào hầm luôn nha các bạn nha. Chuẩn bị nhiều chi tiêu sau ấy. Nói chung là chân này đến anh thì cũng chưa thưởng thức bao giờ, không biết là các em có thưởng thức bao giờ chưa. Đây là thuộc loại bò rẽ đúng không anh? Bình thường người ta có dê rẽ thì mình có bò rẽ thì cái thì anh gọi là chỉ biết mua về để làm thịt thôi. Đấy, em đếm đủ làm sao 6 cái chân trước và 6 cái chân sau là đủ một bộ của nó. À 3 bộ, xin lỗi mọi người là 3 bộ nha các bạn nha. Bé này chân trước đúng không? Đúng rồi. Dài dài chân sau. Đúng rồi. Đó, mình mới biết. Đây ví dụ như em này thì cái này ngắn hơn thì là chân trước này, còn chân trước, còn cái này dài là chân sau này đấy. Sinh hoạt nhỏ các bạn. Đẹp luôn. Đấy. Ui giời. Đẹp luôn. Đấy luôn một cái chảo luôn nha các bạn nha. Đấy. Thì anh em mình sẽ cho thêm dứa vào này. Dứa này thì nó sẽ có tác dụng là nhanh mềm. Nhanh mềm, nói chung là dứa này nhiều tác dụng lắm, nhất là mấy bạn à, có khi nói sai. Tiến, hay là đúng tiến gì thơm, biết nha các bạn nhà. Đấy, thơm là một và nó sẽ nhanh mềm hơn những cái cẳng chân này nha các bạn nhà. Đấy, nhìn mình cho ớt này. Đấy, sa tế này. Đấy. Màu mè đẹp ghê nhỉ. Đẹp quá chứ. Đấy. Cho nhìn mình cho nước vào. Cay đấy nhỉ, ui cái màu nước đã đỏ rồi các bạn ạ. Đấy. Đẹp luôn. Ui rồi ôi. Đó. Thì đây là cái món gọi là chân bò anh em mình hầm với cả sa tế. Thì anh nghĩ là chắc là hầm khoảng 3 tiếng. Đến khi mà nó chín ấy thì anh em mình sẽ bỏ ra để hôm nay anh em cùng nhau trải nghiệm thử cái món chân bò. Mỗi anh em cầm một cái để gặm thử cái món chân bò hầm sa tế này xem sao nha các bạn nha. Đấy, em đậy vung vào. Hình như dạo này chân đang hơi đau hay sao ấy, đi ăn loại này vào là ăn gì bổ lấy đúng không? Đỡ đâu. Đấy thì bây giờ chân bò luôn. Đấy, bây giờ anh mình sẽ bắt đầu hầm và đến khi mà nó chín thì anh mình sẽ bỏ ra thưởng thức nha các bạn nha. Sau cái khoảnh khắc mà phải nói là anh mình đợi chờ 3 tiếng trời thì cuối cùng là cái món gọi là
chân bò anh em mình hầm sa tế thì cũng đã đạt đủ thời gian rồi. Bây giờ anh em mình sẽ gọi là bỏ nó ra nha các bạn nha. Đây mọi người sẽ nhìn thấy là bây giờ hiện tại này nó ui rồi, nó co hết lại, cái nước của nó chuyển màu vàng này mọi người này. Nó đây ui rồi, nó co nó tụt hết luôn. Đây các bạn ạ, tí chắc có khi không cầm được xương chóng nếu mà để như này. Đấy có khi phải cầm cái miếng thịt như này nha các bạn nha. Đấy bây giờ anh em mình sẽ bỏ ra đấy, anh em mình đi thưởng thức rồi. Đấy nó tụt luôn ra rồi, mềm lắm. Đấy nó tụt hết ra rồi, nói chung là bây giờ nó tụt hết ra rồi. Đấy thì ví dụ như cái này thì có thể cầm để gặm được này các bạn này. Cái này cầm chặt dễ tụt luôn. Kiểu căn bản là anh mình hầm nó lâu, thế mọi người là anh mình hầm 3 tiếng mà cái nước dùng này anh em làm ăn được cay thì làm cái nước cốt lẩu thì tuyệt vời đấy nhỉ. Kiểu nó hầm xương bò từ lúc nào đến giờ và tức là 3 tiếng rồi thì mới có thể hoàn thành được. Đây mình sẽ test thử. Ui đây mọi người, nó nhũn này, nó mềm lắm luôn đấy. Đây mọi người đây, tí mọi người sẽ xem là anh em khi mà trải nghiệm ấy là mọi người sẽ biết là nó mềm như nào. Đây mình sờ thử là nó mềm nhũn luôn. Đấy, bên dưới là có cái chóng là mình còn không thấy gì cơ. Chóng dưới thì có khi nó nhờ luôn rồi. Ừ, anh nghĩ là dưới là dưới nước nó nóng hơn. Với cả dưới nước ấy thì nó sẽ mềm. Đây miếng nào thế luôn nha. Đây miếng này mọi người sẽ thấy đây. Đó mềm mềm nữa. Đấy, cho hết ra đi. Đây cái chân mé ở dưới này. Đây. Nhìn như móng giò lợn. Ờ nhìn như móng giống như móng giò lợn này. Đây mình đang kiểm nghiệm là cái chỗ nào mềm. Thế này mình nghĩ là khi mà anh em mình làm cái món này chắc là ăn được tụt hết luôn, có khi là không cần phải nhai đâu. Mọi người muốn biết nó mềm và nó như nào thì theo dõi anh em mình thưởng thức cái món chân bò anh em mình gọi là hầm sa tế này nha các bạn nha. Đấy thì anh em vứt xong này anh em mình sẽ gọi là đi trải nghiệm cái món chân bò hầm sa tế này thôi. Bây giờ thì sẽ không để anh em chờ lâu nữa mà anh em mình sẽ trải nghiệm thử cái món chân bò hầm này xem sao các bạn ạ. Một mâm gọi là đầy lù to đùng luôn đấy. Thì anh em mình kèm chấm làm chấm kèm muối tiêu chanh nha. Đấy. Gọi là cho muối tiêu chanh chấm bởi vì cái này nó mềm rồi, anh em chấm xong là cứ thế là mút thôi. Thật ra thì thịt bò ấy thường người ta sẽ chấm tương đúng không? Đấy, nhưng mà anh em mình hầm nó mềm quá rồi, bây giờ chấm tương mình sợ nó không còn ngon nữa. Ăn cái món này là cái món hầm nó mềm lắm rồi, nên là phải trải nghiệm theo kiểu gọi là chế nói chấm muối tiêu chanh đấy, mầm chân bò đầy đú lụ luôn. Như rồi. Cái lúc mà kiểu chân bò nó còn sống ấy thì kiểu nó khồng khành. Đấy nó nhìn nó gì nhưng mà bây giờ cái thịt nó co lại nhìn rất là đầy đặn luôn mọi người ạ. Nào, chiến nào. Thơm lắm rồi mọi người ạ. Thơm, mùi thơm cực kỳ luôn. Ui, mềm ấy, chua quá. Ui, lúng đính nhỉ. Đấy, mấy cái chân trước là chân ở bên dưới. Nhưng mà hơi lòng. Nhiều thịt lắm, thế thôi. Nhiều thịt đấy, gần kia cắt kéo thử mút xem. Em thử mút một phát. Màu gây á. Đấy, anh em cứ chơi cả nguyên cả cái chân nha mọi người nha. Làm quả xí quách chân, mọi người. Úi giời ơi. Mềm lắm ạ. Bây giờ mọi người sẽ nghĩ là cái kiểu chân này sẽ nó sẽ kiểu nó dai đúng không? Nhưng dài mà đây mọi người dài. Sẽ thấy là anh em ăn này. Đây, rút xương tụt. Chấm. Đây mọi người làm quá luôn này, mềm lắm. Sờ nó lúng lính là biết rồi. Thử hút phát đây. Úi giời. Mềm lắm anh ạ. Mềm. Nhìn đã ngon rồi. Úi giời ơi. Tụt luôn. Tụt luôn. Đấy mọi người ạ. Mềm quá là tụt luôn nha. Thịt trước. Lỏng đấy. Quách. Chấm. Cái này xem lại này. Cái đồng hồng ngon đấy. Ừ, đấy như trong cái chân như là cái người ta thường gọi là cái gân chữ Y của bò ấy. Đây mọi người đây. Mình có này. Đây này. Cái loại gân này này. Nhưng mà cái này như chân bé nó không hồng bằng cái chân. Bắt cả mọi người nhá. Ui. Cào ấy. Ui. Mềm mà. Mềm mọi người ạ. Cái này mà hầm thêm khoảng độ nửa tiếng nữa thôi là anh em gọi là hút chuồn chuột luôn. Nhũ luôn. Ngon đấy. Gần này. Mềm đấy. Ui. Ui rồi ôi, sao cả cái gân nó cũng mềm rồi vậy. Mềm lắm mày ạ.
Thơm mềm nhũn luôn. Ngon. Cái này phù hợp cho những người răng yếu như mình các bạn. Hầm rồi. Thế là Tiến ăn gì cũng phải hầm rồi. Nhưng nhìn thấy khi mà nó co lại. Mới đầu ấy, khi mà nhìn cái chân thì tưởng là không có gì đúng không? Nhưng mà khi mà anh mình hầm thì nó co lại thành nhiều thịt nhỉ. Tiến bỏ xương đi rồi mà cầm cái miếng rất là to luôn. Cái gần thấy giòn nữa, mềm quá. Nhờ. Ủa cái gần chỗ này hồng này. Đấy, tiêu cho mọi người xem. Gần đỏ. Đây, nó màu đỏ luôn nha các bạn nhỉ. Đấy, cái gần của nó ấy. À, cày thế đấy. Cày. Cày mà cày đi cày tì. Nói chung là hầm chân bò trong nước sa tế 3 tiếng trời nó ngấm hết vào luôn rồi. Nên là cay là điều đương nhiên thôi. Mềm dừ khó pha hơn dễ ăn. Cảm giác hơi dính dính. Mềm quá. Một cái chóng rồi. Mềm quá, chuột là một cái chóng. Đấy, thì là Mạnh đã hết một cái chân rồi. Chưa, còn mặn mặn nữa. Khỏe quá. Anh Tư vừa lại bảo cái dính dính thì cái này nó kiểu cái thịt bò, cái da của nó ấy. Cái da của bò nó kiểu nó ra cái nhớt nhớt ở bên trong. Nói chung là cái chân này như mình hầm là có thể mút được hết rồi. Còn khi mà nữa. Ủa. Quả mềm lắm. Cái quả đỏ mắt. Chấm phát. Quả này toàn thịt là thịt thôi. Mềm lắm. Ngon nhỉ. Nhìn anh em ăn mà thật sự là cái cảm giác nó phê lắm mọi người. Ngon đấy. Kinh. Nếu mà cái chân và cái xương nó tách dễ như này. Chẳng có trống dài em à. Trống dài anh nghĩ nó không mềm bằng trống ngắn đâu. Bởi vì trống dài nó bên trên ấy thì nó kiểu không được ngập nước như kiểu trống ngắn. Thật luôn. Trải nghiệm vừa hơn vì cân nó to hơn mọi người ạ. Thử xem nào. Không mềm bằng đúng không? Nhưng mà mình không mềm bằng cái kia. Nó không nhờ rồi. Đấy, lúc xé là đã biết rồi. Gân kia đâu nhỉ? Không khó rồi. Hay là trên này. Đây, hay đây, là trên đây. Này. Em thử tách ra biết ngay. Đây. Ồ, nhưng mà anh thấy nó không được hồng như cái chân trước nhỉ? Không hồng bạn. Không hồng, cái chân trước nó hồng, đỏ đỏ không hồng cơ. Dài dài các bạn ạ. Cái chân trên ấy thì như mình nói vừa nãy là nó kiểu nó không được ngập nước từ đầu đến cuối như cái mấy cái chân trước thì nó không được mềm như là mấy cái chân trước. Rồi, thì nó lại làm cái chân trước nữa này. Anh em nào muốn mềm béo ấy thì cứ gọi là thử cái chân trước này. Vừa ngắn nhìn nó co lại nó to ú sụ luôn đấy. Nó kiểu mẫm mẫm lúng lính kiểu gì ấy. Nhìn nhọc thịt phết. Cay mọi người ạ. Hầm cho tí luôn, ngấm hết vào trong. Cay lắm. Lỏng, ngon. Mềm nhũn. Con này cứ còn kiểu cái gân ngon hết. Ngon, nhà ăn ăn cái ngon. Lỏng ăn phê lắm các bạn. Anh Tư ăn món này thấy như nào? Hầm về thịt mềm. Ăn ngon đấy mọi người. Mà hơi cay. Dạo này mình được cay hay yếu cẳng nha. Ăn loại có vẻ bổ dưỡng. Bổ dưỡng rồi. Đây mẹ ơi, em thử cái này này. Thử cái mềm mềm này. Thử cái dưới này. Cái lòng ngắn ở dưới này. Đấy, đấy, ui dồi, đoạn ý. Giật ra xong bắt đầu bỏ cái chóng đi. Đấy. Ừ. Thấy chưa?
bỏ cái chấm luôn. Đây này, bạn thịt đây này. Mọi người nhá, đúng bạn cần lấy luôn này. Rất mình. Đường chậu. Chấm. Đây mọi người nhá, đoạn gần gần này ngon này. Mềm lắm. Đấy, cắn mấy miếng ấy nhìn ngon nè. Mềm lắm mọi người ạ. Thế mọi người là khi mà lúc mà anh nhà mình gọi là kiểu mang cái chân ra ấy, thì thấy nó kiểu không có thịt ấy, rồi sợ là khi mà hầm xong ấy thì nó chỉ có da không, nhưng mà thực sự là sau khi mà anh em hầm xong ấy là nó co lại nha mọi người. Nó co lại, nó có rất là nhiều thịt luôn. Mấy cục chân dưới à. Toàn thịt rồi. Cái này thế nào nó cứ dính dính à. Miệng nó dính dính à. Nói chung ăn cái này cân thì nó là như vậy nha các bạn nha. Đấy, mấy quá như thế này cắn phê. Ngập mồm luôn. Ngập mồm mềm nha các bạn nha. Đấy thì như mọi người thấy ấy, hôm nay ấy, nhà mình gọi là làm quá gọi là một mâm gọi là chân bò anh mình hầm với cả sa tế ấy. Đây mọi người thấy này, đấy một mâm rất là nhiều mà bây giờ đang vãn đi rất là nhiều rồi. Thì thực sự là mình ngồi ngoài mình quay ấy, thấy anh em ăn rất là thèm luôn đấy mọi người. Đây mọi người thấy ăn này cho xương xước thứ đây. Ăn không đã cảm giác phê rồi. Thì hôm nay ấy, thì đúng là một trải nghiệm của anh em mình là lần đầu kiểu ăn cái loại chân bò mà anh em mình đem đi hầm. Và mọi người đã thấy là ăn nó béo và ngon như nào rồi. Thì chắc là anh em mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây nha các bạn nha. Thì anh em nào mà có xem được clip này của anh em mình mà thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình một cái cả like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều, ủng hộ anh em mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Người giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.